Dạ, nay mùng 5 tháng 5 em đã dọn được 2 con máy phát cỏ, một con sới tạt trước sau với một con sới nhảy ạ. Em lên sóng cho bà con, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ em ạ. Thì đầu tiên là con máy phát cỏ 6 tấc ạ. Con này thì rất là nhỏ nhẹ. Chị em phụ nữ hoặc là anh bà con cô bác nào mà cao tuổi à thì dùng được ạ. Rất là nhỏ nhẹ. Máy thì 6 HP. Còn con bên này thì máy 7,5 HP ạ. Đường dao 7 tấc. Thì nó thì giống nhau hết ạ. Cùng một cặp là Kawasaki ạ. Đặc trưng của Kawasaki là màu xanh này. Đó. Còn đây là con Isaki. Cái này là sới tạt đều được hết ạ. Quay trước quay sau. Máy 7,5 HP. Đã nổ test ok hết rồi. Còn đây con sới nhảy ạ. Sới nhảy này thì phù hợp với bà con anh em nào mà mở bồn hoặc là làm cỏ khoai hoặc cái gì đó. Đây là con sới nhỏ. Con sới nhảy này thì nhỏ. Kawasaki luôn. Con này có 4 HP thôi. Rồi em test thử con máy phát cỏ rồi cho bà con anh em cùng xem ạ. Đó, em test sơ sơ thôi, còn bà con anh chị em nào mà có nhu cầu thì em gửi video riêng ạ, test nguyên con máy đó cho. Rồi em xin cảm ơn ạ.